Xin chào mọi người, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà chúng ta sẽ lấy một cái model 3D từ nơi khác để chúng ta import vào trong cái InformWork. Thì hiện tại có khá là nhiều cái nguồn để chúng ta sử dụng, tuy nhiên mình hướng dẫn một cách nhanh nhất. Đây, chúng ta vào cái trang này đó, sau đó chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản đơn giản thôi bằng cái Gmail của mình, các bạn có thể đăng ký được. Sau đó chúng ta sẽ search, chúng ta tìm cái cách, cái mà chúng ta đang cần nha. Thì mình đang cần một cái battery, mình tìm đơn giản như thôi. Và sau đó mình sẽ kết vào chỗ model này, đó, nó sẽ hiện ra rất là nhiều thứ mà chúng ta cần, chúng ta có thể lấy được. Đó, các bạn thấy không? Tất nhiên đây là những hình ảnh được load lên và sẽ cho phép chúng ta tải miễn phí. Thì chúng ta tải về một cái đơn giản thôi, chúng ta tải về, ví dụ như này mình tải về nha. Mình tải về thì nó sẽ cho mình là cái file nó nằm ở file nào, ví dụ như su 2022 hay 2023 thì mình chọn ở giữa 2022. Chúng ta tải về. Ở đây thì mình sẽ tải về một cái. Đó, mình giả sử vậy đi, cái đuôi nó sẽ là đuôi như thế này. Cái đuôi nó sẽ như thế này. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ xài một cái phần mềm đó là 3DX Max để chúng ta import nó vào và chúng ta xuất ra cái file để chúng ta đưa vào trong InformWork được. Thì chúng ta sẽ mở cái file. Ở đây mình chọn cái file mà mình cần nhé các bạn nhé. Đây, mình đi tìm đúng thư mục mình tải về. Đây, đó, ví dụ như cái barrier của mình này, mình open đó, mình import nó vào. Thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Cái này thì ở trên cái thư viện 3D model của InformWork không có, bắt buộc phải dạy tay. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuất nó sang cái dạng khác. Ở đây thì chúng ta lưu ý chúng ta sẽ xuất nó sang cái dạng này. Đây, nó có cái đuôi như thế này là tốt nhất nè. OSBG. Đây. Chúng ta đặt nó, ví dụ như là chúng ta sẽ chọn cái thư mục chúng ta lưu vào. Ví dụ chúng ta lưu vào chỗ lúc nãy đi. Chúng ta lưu vào download đi. Chúng ta thấy là biển báo. Rồi sorry. Nó giống như là cái giải phân cách á. Hoặc mình đặt gì đó. Hoặc mình đặt là giải phân cách. Mình sẽ chọn lưu và chúng ta chọn nó là giải phân cách mềm, ví dụ vậy đi. Chúng ta share export luôn. Chúng ta đợi một tí nó sẽ xuất các cái này ra xong rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào InformWork, đi vào đây, chúng ta tìm tới chỗ style palette. Được chưa? Đây, hiện lên rồi. Thì ở đây nó có sẵn barrier cũng được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tìm ở nơi khác. Chúng ta sẽ đi tìm ở những cái nơi khác, 3D model này, mở các cái nào đó chúng ta đưa nó vào cũng được, không sao hết nha. Thì ví dụ như traffic đi. Đây. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ load nó vào. Khi chúng ta đưa này rồi chúng ta load nó vào. Chúng ta sẽ add. Chúng ta tìm tới cái file nè, giãn cách mềm này. Ok một phát nha, chúng ta để in nha. Thường ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh nó scale nữa nhưng mà thôi kệ nó. Tìm nó đi. Chúng ta chỉnh ở trong này sau. Này là giải phân cách mềm. Rồi. Sau đó chúng ta tắt đi. Bây giờ chúng ta trang trí là đơn giản này. Các bạn nha, chúng ta vào đây. Và chúng ta tìm. Chúng ta tìm theo kiểu này nè. Đó. Giải phân cách mềm. Còn nếu không này nó ra thấy không? Đó. Kích vô đây và chúng ta chọn cái kiểu, ví dụ như mình sẽ align vào đây. Ý, các bạn thấy không? Còn nó quá bự. Bởi vì mình chọn nãy mình không có chọn cái tỷ lệ. Nhưng mà không sao hết. Chúng ta kích vào đây. Và chúng ta chọn. Ví dụ chúng ta chọn kêu nó tỷ lệ 0.05. Ví dụ vậy. Nó theo với cái đường của các bạn á. Đó, thấy không? Bây giờ nó vừa nè, khá là đơn giản đúng không? Ta kích vào. Nhớ là chúng ta bấm chữ padding này để cho nó theo cái đường 90. Chúng ta chỉ cần kích lên cái nào thì nó sẽ theo cái đó thôi. Này là khoảng này chúng ta chọn khoảng 4m, ví dụ thế đi. Đấy, toàn bộ nó sẽ đã đi ra này. Nó chưa tới với nhau. Ở đây chúng ta vẫn còn nhỏ. 0.3 cho nó vừa với cái của mình. Này, vậy thì chúng ta sẽ chọn 2m. Ok, vẫn chưa được. Mấy? Còn không được. Chúng ta chọn 1.2. Ví dụ vậy đi. Chúng ta sẽ canh nó thử như thế nào. Nó quá đẹp rồi đó. Được chưa? Đó, vậy là chúng ta đã load xong được
chúng ta đã tạo và chúng ta load xong được một cái 3D model vào trong InfoWork. Và chúc các bạn thành công.